Vâng, và xin chào các quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Hải Phòng của website xedaphaiphong.com. Và em là Kiên Xe Đạp, chủ cửa hàng Xe Đạp Hải Phòng. Trong cái livestream ngắn này, em cũng sẽ giới thiệu các bác với các bác qua cái dòng xe đạp mà của một cái hãng là gọi là nổi tiếng nhất thế giới bây giờ, và có những cái nhiều cái chiếc xe mà thông dụng và tốt nhất thế giới, gọi là phổ biến nhất thế giới bây giờ, đó là hãng Giant. Và một trong những cái dòng touring mà được nhiều người sử dụng của hãng Giant đó là dòng Escape. Và Escape thì lại chia làm nhiều dòng, ví dụ như là Escape City, Escape SL1, SL2 hay là Escape R3. Và trong video này thì em sẽ giới thiệu với các bác dòng Escape SL2. Escape SL2 thì sẽ không cao cấp bằng Escape SL1. SL1 sẽ đắt hơn SL2, nhưng mà SL2 thì lại có một cái giá bình dân hơn và cũng cấu hình cũng khá là tốt trong tầm giá rồi, cho nên là lại cũng được nhiều người sử dụng hơn SL1. SL2 sẽ được nhiều người sử dụng hơn SL1 tại vì giá nó bình dân hơn và nó cũng tốt rồi. Còn SL1 thì nó sẽ cao cấp hơn một chút. Thì trong video này em sẽ giới thiệu với các bác dòng Giant Escape SL2. Và bây giờ em sẽ đổi camera. Vâng, và trong khung hình của chúng ta đây thì các bác đang nhìn thấy là dòng Giant Escape SL2. Và chiếc xe này có size là size M, tức là manual, tức là size trung bình cho người có chiều cao từ 1m65 cho đến 1m78. Đấy, chiều cao trung bình rồi chứ không có chiều cao S. Một số video trước thì em có về những con Escape SL size S, đây là size M các bác nhá, size M, cho nên là dưới 1m6 là không đi được đâu. Dưới 1m6, 1m62 là 1m62 đi là còn hơi với ấy. Còn dưới 1m6 là không đi được. Như các dòng Escape SL khác thì tất cả như catalog ở trên mạng các bác có thể tham khảo, thì các bác có thể lên Google đánh gõ là Giant này, cách để Escape SL này 2 này, thì sẽ ra là cái cấu tạo của xe thì em cũng không trình bày nhiều nữa. Xe thì thuộc cái những cái đời sản xuất mới gần đây, cho nên là dây được âm sườn. Dây âm sườn có nghĩa là dây chuyển số sẽ được chui vào trong sườn và sẽ luồn vào đằng dưới này, tạo cho một cái cả cái khung này không có dây luồn như các cái đời trước, cho nên là nhìn cái xe nó rất là thời trang và rất là gọn dây, rất là đẹp luôn. Càng trước bằng nhôm luôn. Đấy, càng trước là bằng nhôm có mối hàn này. Cho nên là đằng trước bằng nhôm thì sẽ làm cho cái trọng lượng của chiếc xe nó rất là nhẹ. Đấy, tổng thành của chiếc xe này trong video này thì cái sơn, nước sơn cũng rất là mới. Vâng, và vẫn như cũ đó là Giant Escape SL được trang đằng sau được trang bị bộ chuyển động Shimano Tourlay TX. Lip là lip 8 tầng Shimano. Đằng trước chúng ta có đùi 3 tầng bình thường và gạt đĩa Shimano Tourlay luôn. Vâng, lốp của chúng ta là lốp Maxxis. Chiếc xe này còn khá mới, em đánh giá khoảng 90%. Sơn hầu như là không có chỗ sức to, không có sức mờ, không có sức to luôn. Vâng, và theo cái người dùng ở bên nước ngoài, người ta đã tiến hành thay một cái chiếc yên Velo. Chiếc yên Velo cho ngồi cho nó êm hơn. Đấy, người ta thay yên Velo rồi. Để xe bên nước ngoài về như nào thì em để nguyên như đấy, em không có thay thế gì. Size là size M các bác nhá. Size M. Càng trước bằng nhôm, trọng lượng xe Escape này rất là nhẹ luôn. Bên trên tay cầm của chúng ta thì chúng ta thấy là bộ chuyển động Shimano rồi. Shimano này bên tay phải là 8 lít. Để chuyển 8 lít này. Bấm này, bấm sẽ lên lít này. Còn bấm cái cần nhỏ ở đây. Chúng ta bấm cái cần nhỏ ở đây để về lít. Rồi ok. Còn bên tay trái của chúng ta thì chúng ta sẽ là 3 tầng đĩa. Chúng ta sẽ bấm cái cần bên này để chuyển 3 tầng đĩa. Và cũng phanh dầu là phanh dầu Techo. Phanh dầu Techo là một trong những cái hãng phanh dầu khá là phổ biến và nổi tiếng. Phanh dầu thì có mấy loại. Một vài ngày nữa em sẽ làm cái clip các cái loại phanh dầu tốt hiện có trên thị trường. Nó có phanh dầu Shimano, phanh dầu Techo và phanh dầu Avid là khá là tốt. Đấy, chúng ta sẽ đi bên này của chiếc xe. Cũng là càng nhôm mà, bên này vẫn là càng nhôm đúng không? Rồi. Các bạn nhìn thấy mỗi hàng này. Phanh dầu Techo này, phanh đĩa này. Vành thì vành hai lớp, vành 700C luôn, nguyên cọc của Giant này. Đấy, sơn thì cũng khá là đẹp. Chắc là xước một chỗ này thì một tí chỗ này thì người ta dán cái tem không vấn đề. Dây âm sườn nữa,
Tem sườn cho cái mỹ thuật rất là cao. Đến đây là dây nó không bị rối nhiều, trên khung là không có dây. Đấy. Ít dây không có dây luôn, có mỗi một cái dây phanh dầu thôi, luồn đấy. Đấy. Chống. Đây là luôn. Phanh. Tích trô. Đó. Thì cái dòng này thì cấu hình này thì nó là 8 đĩa. 8 lít 3 đĩa cho 24 tốc độ, phanh dầu bánh 700C, dòng touring đi trong thành phố. Và cái dòng XKSL thì em cũng có nhiều video rồi nên em không nói kỹ nữa. Thì các bác có thể tìm hiểu trên mạng hoặc tìm hiểu các cái video trước của em. Vâng, và muốn biết giá của chiếc xe này thì quý vị, các bác có thể nhắn Zalo cho em qua số 0975709943. Các bác nhắn luôn chứ không cần điện, bởi vì điện thì cũng em không biết là các bác đang hỏi xe nào, bởi vì trên mạng em rất là nhiều xe. Vâng, các bác có thể nhắn Zalo luôn cho em để biết giá chiếc xe. Vâng, và video thì em cũng giới thiệu sơ qua cái dòng XKSL mới về thôi. Ngoài ra thì cửa hàng em còn mới về rất là nhiều xe đạp khác. Thì các bác quan tâm thì hãy nhắn Zalo cho em qua số 0975709943. Vâng, em là Kiên Xe Đạp. Và các bác quan tâm đến các cái video xe đạp khác, các cái hướng dẫn sửa chữa, hướng dẫn sử dụng, hay là chia sẻ về kinh nghiệm sử dụng xe, thì các bác hãy ấn kết bạn với em ở trên Facebook qua cái tài khoản Facebook là Kiên Xe Đạp. Còn nếu ở trên YouTube, các bác hãy ấn đăng ký kênh Xe Đạp Hải Phòng. Trên YouTube tìm Xe Đạp Hải Phòng và ấn đăng ký kênh. Bên cạnh nút đăng ký có chiếc chuông thì các bác ấn vào, thì các bác sẽ là người đầu tiên được xem những cái video em up lên kênh. Vâng, và cảm ơn các bác đã xem livestream của em. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau. Xin chào tạm biệt.